của em nha. Thì Giang ơi đã lấy ra là mời cho anh em xuống biển đi bơi nghe bây giờ. Tuy nhiên nước biển bây giờ còn chưa mát đâu. Tí nữa sau khi chương trình ca nhạc kết thúc rồi, em xin mời cho anh em xuống biển đi bơi cùng với thần tượng Hãy Còn Chưa Muộn nha. Và ngay bây giờ xin được chuẩn bị cho gia đình mình ban nhạc rất là nổi ở thành phố biển Nha Trang này. Ban nhạc này đã từng làm mưa làm gió thành phố biển đó, đã từng lăn lộn với gầm sân khấu lâu năm rồi. Ngày nay xin được tình làng văn nghệ gia đình ba. Ngày nay xin được chào đón ca sĩ này, ca sĩ đã từng được đọc cuộc thi Cù Rê Mí năm vừa rồi đó, thi hai người anh này đạt giải nhì. Ngày nay xin được chào đón ca sĩ Peter Thái Gia. Xin phép quý đến đoàn chúng ta được chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Mấy con đứng vô thì chú hát hay quá, nhạc không bị nhờ đứng vô phải công dụng đi xíu đi ha. Và khi thưa quý khách thì ngày hôm nay rất hân hạnh được đón tiếp tại gia đình chúng ta đến với thành phố biển Nha Trang và đến với một trong 29 bình đẹp nhất thế giới. Chính vì thế công ty du lịch Hải Đăng kết hợp với Tứ Hải ngày hôm nay sẽ tổ chức cho đoàn chúng ta một chương trình giao lưu cây nhà lá vườn có sao hát vậy tự biên tự diễn. Và đặc biệt ngày hôm nay quý khách nào hát hay được khán giả bình chọn nhiều nhất tối về Thái sẽ phát cho một cặp vé đi massage hoàn toàn miễn phí và một chuyến du lịch vòng quanh thành phố biển Nha Trang tối ngày hôm nay thì đón festival. Và bên cạnh đó có 11 ban nhạc ở đây sẽ hát làm đàn chúng ta một số bản tình ca để làm quen với đàn chúng ta. Cho phép em xin được tự giới thiệu một số thành viên trong ban nhạc của công ty du lịch ngày hôm nay, đó là ai, quý khách để hướng về sân khấu và cho đàn nhạc tay xin giới thiệu đồng chí Tống Sơn. Của gối nhà chị Tình Cung Sơn, đó là bài Nối Vòng Tay Lớn. Mời các bạn lên đây cùng hát và nhảy múa cho nó vui luôn ha. Thank you.
mới hát có bài mà sửa nó chảy. Ôi, xin cảm ơn. Và cái tôi nghĩ thì đó là bài hát đầu tiên. Và ngày hôm nay rất là nhiều em bé ở trên tàu của chúng ta tiến hành như thế. Xin được phép hát tặng tất cả các em và tất cả em bé đây một bài hát nữa. Đó là bài Cái Trống Cơm. Mời quý khách chúng ta để lên đây nhảy vui nhân vui. Bé nào hát hay, nhảy hay sẽ được có thưởng. Vô. Đại diện và mời tất cả quý khách chúng ta, anh chị nào trước hết có máu văn nghệ có thể lên đây chúng ta giao lưu, và đặc biệt hơn thì quý khách chúng ta sẽ được nhận phần quà ngày hôm nay. Chính vì như thế, đại diện của mỗi tàu và mỗi xe chúng ta thì lên đây chúng ta giao lưu. Mời quý khách chúng ta đến từ tàu xe số 4 bên này ạ. Quý khách chúng ta có thể lên giao lưu được không ạ? Rồi, hát đây con. Giới thiệu đi. Okay. Con giới thiệu và bản thân cũng mừng luôn nha. Nãy giờ là bức xúc lắm á. Bây giờ mình tên là Nhã Thi, đại diện sân số 1. Nói chung là Nhã Thi rất là ấn tượng với cái băng nhạc The Off Time đến từ Thiên Nga Paris. Bài này mới trở về Nha Trang. Mời quý vị cho một tràng vỗ tay cho băng nhạc The Off Time. Hôm qua Nhã Thi xin gửi tặng một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, một bài hát Khát Vọng. Em muốn ôm cả đời, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, mà sao anh ơi không ôm nổi trái tim một con I'm gonna go.
tim một con người. Oh,
là bài Tết mắt này cha cha cha. Cái sĩ tên gì ạ? Năm anh em trên một chiếc xe tăng 12 tầng.